Thưa quý vị và các bạn, vào mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, huyện Thoại Sơn có lễ hội văn hóa truyền thống Kỳ Yên nhằm ghi nhớ công ơn đối với tổ tiên, tôn vinh công đức của danh thần Thoại Ngọc Hầu và các bậc tiền nhân đã có công khai mở vùng đất Thoại Sơn. Với ý nghĩa đặc biệt, năm 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ hội Kỳ Yên ở đình thần Thoại Ngọc Hầu là danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để chuẩn bị cho lễ hội truyền thống an toàn, hiệu quả, các công tác chuẩn bị cho kỳ lễ hội nhân kỷ niệm 200 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu dựng bia lập làng Thoại Sơn 1822-2022 lần thứ 21 năm 2022 với chủ đề Thoại Sơn sáng danh tên làng dương tầm cao mới đã được Ủy ban Nhân dân huyện chủ động thực hiện. Đến nay, các công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Thoại Sơn đã sẵn sàng cho lễ hội văn hóa truyền thống Kỳ Yên lần thứ 21. Lễ hội Kỳ Yên được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn long trọng tổ chức vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 hàng năm. Đây là lễ hội truyền thống được nâng tầm tổ chức và thu hút nhiều người dân trong và ngoài địa phương tham gia. Lễ hội nhằm ghi nhớ tôn vinh công đức, nhân cách và gương sáng của Tráng Võ Tướng Quân, Trụ Quốc Đô Thống, Thoại Ngọc Hầu, người con ưu tú của làng An Hải. Làng Diên Phước, Phủ Điện Bàn, Dinh Quảng Nam, nay thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Vào năm Minh Mạng thứ 3 năm 1822, Nguyễn Văn Thoại lập làng Thoại Sơn cho khắc và dựng bia Thoại Sơn. Để đánh dấu kỷ niệm trọng đại trong cuộc đời mình khi được vua Gia Long cho đặt tên kênh mới đào là kênh Thoại Hà và Sạp Sơn, núi Sạp là Thoại Sơn, để ghi nhận công lao của ông. Năm 2019, đình Thoại Ngọc Hầu đã đón nhận quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử đình Thoại Ngọc Hầu và bia Thoại Sơn là di tích cấp quốc gia. Và năm 2020, lễ hội Kỳ Yên ở đình thần Thoại Ngọc Hầu đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua công tác chuẩn bị để phục vụ lễ hội văn hóa truyền thống thì huyện cũng đã xây dựng kế hoạch. Cuối năm 2021 thì huyện đã ban hành kế hoạch và phân công các ngành để triển khai thực hiện kế hoạch đó. Thì tới thời điểm hiện nay thì các bước công việc cũng như là các ngành chuẩn bị các cái tiến độ công việc được phân công thì nói chung là tương đối ổn định. Thì còn thời gian đây tới ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì các công việc tới thời điểm hiện nay cũng như là cơ bản hoàn chỉnh, thì cũng là cố gắng các ngành để sớm xong để phục vụ cho cái công tác chuẩn bị lễ hội. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2022, nhằm mùng 9 tháng 3 đến 12 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần, với các chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức như hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu và các bậc tiền nhân có công khai phá dựng bia lập làng Thoại Sơn năm 1822-2022, lễ hội Kỳ Yên đình thần Thoại Ngọc Hầu với các nghi thức thỉnh sắc, khai mạc lễ hội, chương trình sân khấu hóa và dân hương, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch trước, trong và sau lễ hội, bao gồm các hoạt động thông tin tuyên truyền, triển lãm, hội thi tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp thân thế của danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại, tổ chức các giải thi đấu thể thao ở các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng, các điểm sinh hoạt văn hóa thể thao của các xã thị trấn và tại trung tâm văn hóa thể thao du lịch và truyền thanh huyện, các hoạt động giới thiệu quảng bá du lịch Thoại Sơn, tuyên truyền nông thôn mới nâng cao, mang cái ý nghĩa dấu ấn của linh thần Thoại Ngọc Hầu để lại. Ví dụ như cách này là 200 năm Thoại Ngọc Hầu dựng bia lập làng. Thì như vậy thì năm nay và trùng vào cái lễ hội này thì nhân dân chúng tôi thì phải nói là rất vui mừng. Mà kể cả dân trong khu vực, chứ không phải riêng gì nhân dân núi Sập, mà khu vực, ý tôi muốn nói là ngoài cái Thoại Sơn luôn, trong khu vực lân cận, những cái huyện lân cận mà không phải trong tỉnh An Giang họ cũng đến đây. Lễ hội năm nay thì qua cái chuẩn bị rồi thì hiện nay là thấy cái không khí khu vực Ngô Đình và cái quảng trường của Thoại Ngọc Hầu ngang đình thì hiện nay là cờ hoa rực rỡ. Thì phải nói đó là về mặt nhân dân thì hiện nay là qua chưa đến cái chính thức ngày lễ nhưng mà người ta rất vui mừng. Hiện nay là mỗi buổi chiều người ta đến chụp ảnh lưu niệm rồi cái dân dân, thì đây là một vấn đề mà một cái niềm vui là không sao kể hết được. Lễ hội Kỳ Yên đình thần Thoại Ngọc Hầu của huyện Thoại Sơn được tổ chức hàng năm đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của người dân Thoại Sơn trong việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống lễ hội Kỳ Yên.